Dũng cái là chuyến hành trình này, xin chào mọi người nhé. Xin chào tất cả các bạn nha. Chuyến hành trình này em có nhớ là bao nhiêu ngày rồi không? Chuyến này em đi thì lúc nãy các bạn Diễm tính là 13 ngày đấy nhỉ. 13 ngày xong là bây giờ anh em mình đi... nhưng mà em có bây giờ sẽ trở về nhà thêm một chút nữa. Đúng rồi. Tức là bây giờ mình từ sân bay Nội Bài các bạn ạ, mình sẽ bay về Sài Gòn, sau đó mình về nhà khoảng 5-6 tiếng, mình tắm rửa giặt rũ rồi chào bạn nhà của mình, sau đó mình sẽ gấp đồ và tiếp tục đi Hòn Sơn của Kiên Giang cùng với anh Hà. Trong chuyến đi này thì cái điều em mong chờ nhất là gì? Trong chuyến đi Hòn Sơn này ấy, mong chờ nhất là chắc là cái dự án của anh em mình nó thành công tốt đẹp. Cái thứ hai nữa là sẽ quay được nhiều cái cảnh đẹp của Hòn Sơn đó, để giới thiệu đến tất cả các bạn ở khắp cả nước mình có thể tới Hòn Sơn để mình du lịch. Tại vì Hòn Sơn nó rất là nhiều cái cảnh đẹp các bạn ạ, nhiều điều thú vị để mà mọi người tới khám phá. Nhưng mà có thể là do cái thời điểm này mọi người ít đi, và cơ bản là cũng có thể là nhiều người ít biết. Trong khu vực phía Nam thì mọi người biết nhiều hơn, nhưng mà mình nghĩ nếu như các bạn đi miền Tây và kết hợp đi xuống Kiên Giang, đi ra Hòn Sơn rồi Nam Du rất là tuyệt vời luôn. Ok, em có thể cho anh biết là trong cái chuyến đi Hà Giang vừa rồi, cái điều mà làm em cảm thấy cứ nhớ mãi đến bây giờ, tự nhiên 1-2 hôm rồi bây giờ về em nhớ cái gì nhất là Hà Giang không? Thực ra là nếu mà nhớ về Hà Giang thì cái mà nó làm cho mình cứ suy nghĩ mãi á là cái cảnh núi đồi nó chập trùng rồi sương mù, rồi nhìn phía xa ở trên ngọn núi cao ấy, tự nhiên mình lại có mấy cái ngôi nhà nó nằm mập mờ đằng sau cái làn sương ấy, thì mình thực sự rất là muốn chạy lên đó để mình review cho các bạn xem. Nhưng mà cái lần này mình đi giống như là mình để khám phá thôi, mình biết về Hà Giang thôi, tại chưa đi Hà Giang bao giờ, thì lần sau chắc chắn là mình hy vọng là sẽ đi với anh Hà để mình chạy lên những ngôi nhà mà mình đang đứng ở bên này, mình nhìn tít sang bên kia mình thấy ngôi nhà đó, rồi mình lên đó mình coi cuộc sống của họ như nào, thì đó là cái điều mình suy nghĩ nhiều. Chuyến đi Hòn Sơn này, cái điều em muốn giới thiệu nhất đến với anh là cái gì ở Hòn Sơn mà em cứ nhớ mãi cái kỷ niệm, hoặc là cái vẻ đẹp đấy, hoặc cái cảnh đấy không? Hòn Sơn thì có một cây thiên tuế, người dân gọi là ông rồng, mà theo như em biết và người dân nó nói là chắc là cây nó độc nhất vô nhị. Nó quấn như này như con rắn, và cái cây nó mọc như này như là con rồng, nên là họ gọi là ông rồng, và người dân nó rất là tôn thờ luôn. Thì hy vọng là anh Hà sẽ leo lên đỉnh núi đó để gặp ông rồng để quay để giới thiệu tất cả các bạn, và mình tiết lộ cho bạn là ông rồng rất là linh thiêng. Nhưng mà về sau này thì hy vọng mình sẽ có chia sẻ thêm một xíu, mình chỉ chia sẻ ngắn gọn là rất là linh thiêng thôi, và người dân nó họ rất là tôn thờ. Cảm ơn em. Chào anh Cua, chúc mừng clip đầu tiên. Anh đã đăng ký hai cái rồi nha, hai đăng ký của anh đấy. Cảm ơn anh Hà Còi rất là nhiều nha. Xin chào khán giả của Ok con gì? Ok con gì? Xin chào mọi người nhá. Bây giờ anh em cũng đang chuẩn bị lên máy bay để đi bay vào Sài Gòn đây. Chào mọi người nhá.